và các bạn xem. Sau khi mà mình đã gắp con thành thùng mình bỏ đi rồi á, thì mình sẽ mang đi mình rửa vệ sinh thật sạch đi. Đây này, các bạn nhìn này, trong quá trình mình rửa thì hẳn còn đầy nước ở đây. Đấy, phải rửa sạch đi, bởi vì là sau đó là phải cạo sạch những cái chỗ mà nó đánh con thành thùng, cái chất của nó chạy sang đánh cháy ở cái phíp này. Bây giờ phải làm thật sạch đi. Thì trước mắt là các bạn phải sấy cho cái bo mạch này nó khô đi. Nó khô đi này. Mình rửa nhá, còn đầy nước đây. Sấy sạch đi tất cả những chuyện trước sau nó khô. Khô đi, bắt đầu mình với thao tác mình sẽ sửa thì nó chạy lại bình thường. Cái trường hợp này nó bị thành thùng như này thì các bạn sửa theo đường này nó chạy bình thường. Không có gì là ghê gớm lắm. Không đến nỗi là phải thay cả bo bỉ. Vì cái con này nó cũng chỉ là con TV 24mm của Toshiba thôi. Sửa được thì nó tiết kiệm được cái giá thành. Sửa được nó tiết kiệm được rất là nhiều với giá thành về sản phẩm. Đấy. Thì bây giờ thì mình sẽ bước vào mình sửa. Thì với video này thì mình chỉ giới thiệu với các bạn là TV của Toshiba. Thạch thụng vào và khách hàng bảo mang ra thì đang nằm ngủ thì thấy nó nghe tiếng nổ thì phát ra trong tivi và tivi mất nguồn. Thì cái hiện tượng này thì do con thạch thùng nó vào nó làm chạm chập cái bo nguồn của tivi Panasonic của Toshiba. Vậy các bạn xem, mình chỉ giới thiệu cho các bạn qua xem thôi. Chẳng may tivi nhà mình như thế thì nguyên nhân ở đâu, rất là tai hại với con thạch thùng như thế này. Vậy mình xin tạm dừng video clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Còn cái bơ nguồn này thì chắc chắn là mình sẽ sửa được 100%. Cái bệnh nó như thế này thì mình làm nhiều, nó tương đối là đơn giản các bạn.